chờ. Rồi ok. Chào anh em. Nay mình có một trận banh ở đây với mấy anh em đội Chimbi và mấy anh em đội Hades. Đó, mình cũng đá Chimbi nè, mình cũng đá Hades nè. Vô tình nay đá sân 7, hai anh em giao hữu với nhau một trận. Hades bên kia, nhưng mà hôm nay mình sẽ đá cho Chimbi hiệp 1, hiệp 2 đá Hades bên kia. Tại nãy mình lên trễ quá, mấy anh em Hades lên đông rồi, mấy anh em đá hiệp 1, mình đá hiệp 2. Mình lưng. Trời ơi. Lâm Rô Béo, Thiện Đức, Messi, Messi đi rồi. Trời ơi, lâu quá gặp Messi. Hay vô. Khỏe không anh ơi? Một năm rồi mới gặp nhau á. Đúng rồi, năm ngoái mình đá nhau với trận, rồi năm nay là mình đá nhau trận nữa. Trận khai xuân nè. Hợp lý vậy hả? Hoàng Phương số 8 nè. Rồi Hiếu Cà Mau. Hiếu Cà Mau. Keeper là Chán Hối. Rồi Tuấn. Nay sao mặc áo đá banh vậy? Không phải là thủ môn hả? Ôi, có Lâm Minh Tú, trời ơi, siêu phủi khét tiếng Sài Gòn đây rồi. Hay quá, nay được dịp đá chung với Lâm Minh Tú đồ. Trời ơi, hay quá Tú ơi. Ước gì được đá với Lâm Minh Tú đó giờ, rốt cuộc cũng có một trận đá chung. Tí vô bảo, ai bảo đâu. Messi ơi, Messi, qua đây. Đây, gặp người bạn thân của anh. Gặp người bạn thân của Kim Messi. Đó, đây nè, có Hades thì có anh Tin nè, Hồ Viết Trung nè, Minh Tơ BG nè, anh Di Alex nè, tôi quen Khánh Beo, Khánh VK đó. Trời anh em đó, trời, hai ông này hồi trước là đấu 1-1 với nhau rồi, giờ hôm nay đấu nguyên trận game luôn, ok không? Nhưng mà kèo này sao ta? Không, kèo này sao ta? 5 năm tiền sân, nhưng mà giờ hai ông cá độ riêng đi chứ. Rồi, cái gì 15 chai nước gì? 15 chai nước cho đội. 15 chai nước. Dạ 15 chai. Nhưng mà thêm nữa, dầm thêm 10 chai banh vô đích nữa. Được, ai thắng thì. 10 chai banh vô đích nha. Rồi, ai thắng là 10 chai banh vô đích nha. Đó, cho mọi người 10 chai. Ok nha. Chốt nha. À quên, anh em nào có nhu cầu mua vớ thì link phần mô tả nhé. Chạm banh lần đầu. Messi đã chung vệ hả? Này chung vệ Asi. Về tối rồi. Nghẹn lâm luôn. Ôi về. Tốt chéo ơi. Về Lâm. Đây Lâm. Dứt điểm. Ê, cao quá đầu. Trở biên. Đây là Lâm. Tiếp. Lấy xì. Tin hay quá. Linh Thành truyền dài lên cho anh Tin, xoay trở bước 1 và dứt điểm. Đó là miếng đánh khá cơ bản của Hades trong trận thi đấu này và được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Nè. Phương. Bỏ lên. Lan Phương. Lót thứ hai. Bên đây. Trời ơi. Đám chính xác chưa?
Không ngon, không ngon. Ha ha, nhìn bộ là biết tính sâu kim nè. Khép chân lại cái nào. Ý, tôi lại xem nào. Đấy rồi, một pha A băng thành ra hai cái sâu kim. Vậy là hồi vốn không ai nợ ai 30k nha Đinh Thành. Khánh Bèo nó khỏe và ngoại hình to lớn quá. Mình 1m7 nặng 60kg, sao đấu với thằng 1m85 nặng 80kg được đúng không nào? Pha này chấp nhận thua, pha sau tao làm lại nhé. Oh, ok. Bèo khỏe quá. Chơi giữa. Chơi giữa. Chơi dài. Ngay chân. Lấy được Phương, về Phương. À, đã chết vừa rồi. Phương ơi, quay về Phương ơi. Xích tí có pha phản lưới nhà. May mà chán hối phản xạ kịp thời. Rồi ok. Pha ghi bàn khá là đơn giản của Khánh Bèo. Tỷ số được mở cho anh em Hades. Lâm Minh Tú nhảy hết cỡ cũng không bằng Khánh Bèo đứng yên đánh đầu nữa. Dã man. Nếu nói về lỗi của ai thì trong phóng này đó là lỗi chỗ số 5 bỏ người nha. Chứ Tú nó theo chỗ anh Tin Tin rồi. Thế nhảy hết cỡ vẫn không với được trái banh đó. Tốt Tú ơi, dứt điểm. Ok, trời ơi. Dĩ Tú, ok, dĩ luôn, dĩ luôn. Đây nè. Làm gì trời ơi. Hên quá xa hên, cú đá trúng cột dọc dội ra. Ủa, alo, hình như có gì sai sai. Có phải là một pha bỏ lỡ khó tin của anh Tin không? Đệm bóng hụt ngay sát mặt vôi khung thành. Thật không thể tin nổi mà. Ai, Phương. Đây, Si, Si. Trời ơi, sao lại đá ra ngoài? Lâu lâu mới có pha kiến tạo hay, nhưng cú dứt điểm của Thiện Đức lại đưa bóng trúng cột dọc. Trời ơi, Đức ơi. Rồi, cho đi dọc. Ok. Đấy, ok, đưa Lâm. Rồi, 1-1, mình em luôn. Tốt Phương. Anh Lâm ra rồi. Ok, Lâm ơi. Ăn. Hai anh em lâu ngày không gặp nhau nên bắt tay nhau tí ấy mà. Ha ha. Tú. Đợi Tú. Đợi lại Tú ơi. Ơi, đâu cần bước về Phương. Tóm xì. Ây, 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 ây. Hiếu, 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 dứt. Tổ em. Tổ Hiếu ơi. Cú sút trái phá của Hiếu nhỏ Cà Mau đưa tỷ số trận đấu trở về vạch xuất phát. Sân 7 không thành lớn như này mà để khoảng trống cho đóng là thua liền nha anh em. Chết tôi.
Rồi, Dĩ Đức Phương, cho gạt về. Rồi, đẩy luôn. Lấy Tú. Đội biên, ok. Chết tôi rồi. Cao, ra cao em. Thay. Thôi, mệt quá. Tình hình mình vừa mới ra thì đã bị gỡ, ổ lộn, bị két lại 2-1. Mệt chứ. Chắc hết hiệp này thôi. Hiệp sau không đá nổi. Ê, mạng sau bên Chibi chắc đá hết nổi rồi. Mạng sau qua Hades rồi đó. Qua Hades báo lại. Giỡn thôi. Tiếp tục trận đấu nè. Không vào. Cú dứt điểm của Thanh Bèo. Vẫn chưa vào con. Ok, không có phạm lỗi. Qua một đường chuyền dài rất hay của hay quá chén ơi. Minh Tú. Dứt điểm. Không vào. Một pha bay người rất tốt của Hùng Xu. Hay quá Xu ơi. Trước đó cú dứt điểm của Lâm Minh Tú. Thanh Bèo. Mất bánh rồi. Một đường chuyền lên của Lâm Minh Tú đã bị bắt vai. Vẫn là Khánh Bèo. Vẫn còn Messi. Cục 1 hay quá. Phạm lỗi của Kim Messi với anh Tin. Và ở một vị trí đá phạt khá nguy hiểm. Để xem Chán Hối có đỡ được quả bóng này không. Chán qua thẳng bên trái luôn Chán ơi. Qua bên trái Chán. Đá qua đầu nhưng mà cú đá thẳng qua đầu của Kim Messi. Cú đá Đình Thành tính đá qua hàng rào nhưng không thành công. Chuyển dài, tiếp tục pha cụm đầu. Vẫn có Kim Messi ở đó. Lên banh rất nhanh. Thiện Đức. Chuyển ngang. Vào. Lần này Thiện Đức với lại Hiếu Cà Mau đã có pha phối hợp rất tốt. Rất ăn ý. Hai đều. Thiện Đức cũng đến từ Cà Mau luôn. Hai đều. Một đường chuyền bất cẩn của Tân Owen. Và giờ là Thiện Đức. Một cú dứt điểm rất tốt của Thiện Đức. Nhưng Hùng Xù vẫn rất xuất sắc. Mất bóng rất nguy hiểm. Lâm Minh Tú. Wow, không vào. Rất đáng tiếc. Đình Thành lấy được bóng rồi. Vẫn là Đinh Thành. Pha phối hợp bằng bóng bổng của Đinh Thành với anh Tin. Anh Vika. Đường chuyền lên của Đinh Thành bắt bài. Một pha sâu kim không thành công của Thiện Đức. Đinh Thành lùi dài lên si. Anh Vika. Dứt điểm. Một đường chuyền ngang cho anh Tin vào sâu kim. Một pha sâu kim rất hay của anh Tin. Và Chán Hối đã không thể cứu thua trong tình huống vừa rồi. Hoàng Phương. Kim Messi nãy giờ vẫn đá trung vệ. Nhảy bóng lên cho Hiếu Cà Mau. Giờ là Lâm Minh Tú. Pha Chivela của Lâm Minh Tú đã đến được chân của Minh Luân. Một pha sâu kim nữa. Chọt háng không thành công. Một pha đá gót của Hiếu Nhỏ Cà Mau. Hoàng Phương xoay chở. Phạm lỗi rồi. Pha xoay chở của Hoàng Phương.
ở đây phạm lỗi ở đây thì quá ngon cho Messi rồi. Để xem Messi sẽ làm gì trong pha bóng này. Ngon quá trời luôn. Cú bóng ngay đích của Khánh Bèo. Ngay đích của Khánh Bèo. Khánh Bèo cười ha hả luôn. Đích bự làm gì hả Bèo? Để đỡ bóng chứ làm gì. Ok. Khỏi phải đá vào đích Đinh Thành nữa. Đá đích Khánh Bèo là vui rồi. Xí ơi, khỏi đá đích Đinh Thành, đá đích Khánh Bèo là ok đúng không? Lời rồi, lời rồi. Lời rồi, lời rồi. Điểm dài, sơ quên. Không đá một chạm mà giữ bóng lại. Giờ là Hiếu Nhỏ, Cà Mau, ném biên. Hoàng Phương không chơi bóng tốt, bảo vệ bóng tốt. Là Minh Tú, Thiện Đức, cú dứt điểm của Thiện Đức vẫn còn khá hiền. Minh Luân, đường nhét bóng lên không thành công của Minh Luân. Giờ là Khánh Bèo và Tân Owen phía bên kia. Một cú dứt điểm của Tân Owen, bóng đã tìm đến vị trí của anh Tin nhưng không có pha chạm bóng. Đánh đầu, trúng cột và cú dứt điểm thứ hai của anh Tin. Tin đưa bóng lên chơi. Trời ơi, dò đầu tức tối kìa. Giờ là Lâm Minh Tú. Kim Messi. Ô, một pha giật gót của. Wow. Một cú giật gót rất hay của Hiếu Nhỏ Cà Mau. Và bàn thắng của Thiện Đức. Trời. Giật gót hay dữ trời. Đinh Thành, bức tường giữa Đinh Thành và Tơ Quen. Những pha bàn bật rất tốt của cầu thủ áo vàng. Mất bóng rồi. Vẫn còn Khánh Mika dứt điểm. Đã có bàn thắng của Khánh Mika. Cú dứt điểm ngay cột dọc. Mà không chờ thủ môn chán hỏi một cơ hội nào. Ok ok. Vậy là kết thúc hiệp 1 với tỷ số là 4-3 nghiêng về cầu thủ Hades. Rồi hiệp 2 thì chắc đổi màu áo chứ hả. Hiệp 2 với lại Hades. Hiệp 1 GB rồi, hiệp 2 Hades. Tỷ số nghiêng về Hades với tỷ số là 4-3. Khánh Bèo, Tin Tin, Anh Quang, Tân Owen, Đinh Thành, Hùng Sù. Ở giá giữa hả? Ok. Được, được, được. Thành bán đá giữa cho Khánh Bèo luôn. Lấy tiền thôi. Còn em, còn em. Bèo, 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 bèo. Bèo. Trời ơi, Quen ơi. Dĩ luôn Quen, về còn anh à. Wow. Nhìn đường bay thấy găm thẳng vào góc A rồi. Vậy mà cũng lượn ra ngoài được hay thiệt. Chắc là do hơi sượt tay của Chán Hối nên trọng tài cho phạt góc nè. Mà anh em luôn. Chà. Cứ lòng ra ngoài quá vậy. Hai cú dứt điểm liên tiếp. Lên hả, lên hả? Đây 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 anh. Hey Bèo. Pha này Hiếu Nhỏ Cà Mau đã tính sau kia mình nhưng dễ gì he he. Mất giữa. Okay. Thank you.
phải bức tường không thành công. Đi về quen. Kệ đấy bèo. Rồi có em. Ê, tưởng đeo camera không dám đâu hả? Dạ đã quen. Lại lại. Kê lại ơi. Trọng tài quyết định phạt rồi. Ok. Ok quen. Trời ơi. Nãy giờ Kim Messi phạm lỗi liên tục. Ủa, nay Ramos nhập hay gì vậy ta? Ôi. Ở mặt luôn. Trời ơi. Dính vào. Ok anh Quang ơi. Hồi chạy giữa. Vậy, vậy tên, ok tên, chờ tôi. Chúng ta làm gì rồi. Ok, bàn thắng của Messi. Bố đều. Một pha khống chế bóng lóng ngóng của anh Gialles tạo cơ hội cho Kim Messi đối mặt thủ môn. Cú dứt điểm dội hai cột không cho Hùng Xù một cơ hội nào. Tỷ số được quân bình, 4 đều. Tiếp. Đây, 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 bèo. Tốt bèo. Tiếp. Lăn vô, dạ lăn vô. Rồi. Ok. Rồi ăn. Tốt bèo. Em thành. Giữa Di ơi. Nè nè Di. Trời ơi. Lát em quay ơi. Tay cái chân. Kệ anh ơi. Đó,
Đây đây em đem. Minh. Ừ. Trời ơi, Trung ơi. Sao trời? Ok. Nhà kêu nhanh quá anh chị. Mấy pha như này khép háng là thượng sách, banh ra là chọt liền. Rồi, có em. Rồi, ok. Để mình xì suốt mà thôi. Tình huống này thì mình với lại Lê Duy Minh thủ hơi thấp để không gian thoải mái cho ông Kiên dứt điểm. Khứa lòng cỡ này thì Hùng Xù bắt kiểu gì đây? Và Hades bị gáp một trái rồi. Tình hình là bây giờ có một quả đá penalty cho cầu thủ GB. Tỷ số hiện giờ là GB đang gác trái. Đá vô là Thành gác hai trái. Đứng trước gôn đó là số 99 Lâm Rô Béo. Và cú sút của Lâm Rô Béo ra ngoài. Trời ơi Lâm ơi. Áo đỏ đen. Ném biên sai luật. Đã banh vào lâu rồi vẫn ném biên sai luật vậy. Vĩnh Thân. Không được rồi. Không có phạm lỗi. Quyết điểm với Đinh Thành. Không qua được tay thủ môn Tráng Hói. Lần đầu thấy Tráng Hói chụp sân 7 ok đến như vậy ấy. Đánh đầu. Không vào. Minh Tây Bơ Gơ. Đinh Thành. Dứt điểm. Vào. Quyết điểm rất tốt của Đinh Thành. Pha đổ người rất chậm của môn Tráng Hói và tỷ số bây giờ là 5 đều. Đúng không trong tay? Cú dứt điểm của Kim Messi. Messi rất chăm chỉ dứt điểm ở khu giữa sân. Nãy giờ đã chung vệ không được dứt điểm. Đánh đầu. Vào. Cú đánh đầu của Khánh Bèo. Tỷ số giờ là 6-5. Pha phối hợp đá phạt góc rất tốt của cầu thủ áo vàng. Thị Đức. Là Minh Tú mất bóng rồi. Đường chuyền bóng vào trong của Hoàng Phương không tốt. Số 5 đã gỡ gạt lại cho Hoàng Phương. Giờ là Kim Messi. Đã cho anh Lâm Rô Béo. Chuyền ngang. Pha phối hợp rất hay giữa anh Lâm Rô Béo và Lâm Minh Tú. Quá hay. Và trước đó là pha chuyền bóng quá hay của Kim Messi cho anh Lâm Rô Béo. Minh Tơ Burger. Hơi khó. Nhưng Đinh Thành vẫn giữ được bóng. Đá ngang. Khánh Vika. Cú dứt điểm của Khánh Vika đưa bóng vọt sang ngang. Pha bóng rất hay của Đinh Thành nhưng Khánh Vika không tận dụng được. Kim Messi. Đá ngang cũng hay. Vào. Một cú đá té của Kim Messi. 7-6 cho thủ GNP. Một trận cầu quá nhiều bàn thắng. Về dựng mệt mỏi luôn anh em ơi. Minh Tây Bơ Gơ. Chuyền ngang. Vào. Liên tiếp là những bàn thắng của cả hai đội. Và vừa rồi là một bàn thắng nữa của Khánh Bèo. Từ đường chuyền ngang của Minh Tây Bơ Gơ. Tinh Thần nhét lên cho Khánh Bèo. Bước 1 qua đâu? Hồ Viết Trung. Đá lồng không vào. Cú đá lồng của Hồ Viết Trung. Chuyền dài của Tinh Thần. Tin bước 1 rất hay. Quá hen. Không được rồi. Đã có pha một lót của. Ok vẫn còn. Minh Tây Bơ Gơ. Chưa có dứt điểm. Bóng vẫn lẫn quẩn ở hành lang cánh phải.
Tinh Thần, giật gót Tinh Thần. Qua được kia Messi không? Phạm lỗi rồi. Một ngày mà Messi đá rất nhiều lỗi. Phạm lỗi rất nhiều. Hả? Mới thẻ đỏ nha mọi. Khánh Bèo vừa nói là nên cho thẻ đỏ. Cho Messi thẻ vàng đi. Tinh Thần không vào, vẫn không vào. Một ngày làm việc rất xuất sắc của thủ môn Chán Hối. Cú dứt điểm trước đó của Đình Thành đã bị cản phá và pha đá bồi của anh Tin vẫn không đánh bại được thủ môn Chán Hối. Ở đỏ vẫn đang ghé một trái, pha gặp bóng rất tốt của Kim Messi. Một pha dứt điểm, Kim Messi bóng hơi cao. Bên đó có bài cho Bèo đánh đầu nguy hiểm quá. Đúng rồi, nãy giờ Bèo đánh đầu vô hoài luôn. Pha và bóng của Minh Luân, giờ là Kim Messi chân trái. Pha phá bóng của Khánh Vika, trước đó cú dứt điểm của Kim Messi không qua được Khánh Vika. Vẫn còn. Ok, rồi, bóng trong chân Messi rồi. Owen đã lấy được bóng rồi, hay quá. Và mặc dù rất nhỏ con nhưng Tơ Owen rất cài đều rất tốt. Và hết giờ. Hết giờ. Hôm nay là Messi phạm lỗi nhiều nhất luôn nè. Có khứa lồng nè, có đá trung vệ nè, có đá tuyến giữa nè, có đá tiền đạo luôn nè. Chỉ thiếu cái thẻ vàng thôi. Thôi chứ 7 đều đẹp quá ha. 8 đều hả? Sao ra hỏi trọng tài kêu 7 đều vậy? À mình trọng tài đếm thiếu trái, mình đếm 8 đều. Mỗi bên trái luôn. Thiếu mỗi bên trái luôn, trời ơi. Giao hữu sức khỏe, vui vẻ mồ hôi, hai bên đá về nhau 7 đều, 8 đều gì đó thì cũng vui mà đúng anh em. Một trận đấu cũng rất thú vị, màn đối đầu giữa Kim Messi với lại Đinh Thành và mình thì đá hai màn. Bên nào mình cũng báo hết á. Vậy đi cho khỏe chứ không ăn thì phải ăn hai bên, báo đều hai bên nha anh em ha. Nói chung là cũng là một content thú vị cho anh em xem thôi chứ mình đá cũng ít, không đá nhiều. Một trận đấu rất là nhiều bàn thắng với 15-16 bàn chia cho cả hai đội thì wow, anh em coi nãy giờ thấy đã rồi đúng không nha. Đã thì nhớ like, đăng ký kênh, đón chờ clip của mình trong thời gian sắp tới. Mình là Phạm Dũng Thi, xin chào và hẹn gặp lại.